Hello, come back to my channel Start Skeletal. Fast night. Okay. Okay, for the detail. First is okay. Fury, Sendero. Thank you.
Okay, gå der og bare sig det. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Watch the pump. Let go, okay. Mind your beeswax. Get some sleep. Đẹp trai rồi. Và đây thì các bạn nice sẽ fight. Đi tiếp tục. Đó là đi chở một cô gái về khách sạn. Oh my god. Nguội rồi. Chạy thôi. Oh. Damn you, pretty boy. Máy này lái khá là khó. Đường vòng cua nó phải cao. Để rộng ra thì đó các bạn cũng đi cua được. Còn không thì sẽ đâm này. Còn không thì các bạn phải đi chậm. Bỏ đi ô tô cho nha. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around, handsome.
OK, cứ theo ba. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? In a moment. Young man. Are you talking to me? Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong xe và làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là đón một cô gái ở bên đường hầm đây. Đây, OK. Đó, rồi. Và mình sẽ chuyển sang cái từ lòng. Let's go. Tiếp tục đến chữ V và những bước tiếp theo. Đây rồi. Tiếp tục các bạn sẽ tiêu diệt. Chiến đấu với anh chàng này. Let's go, let's go. Let's see what you got. Anh này khá là trâu. You want some more ass head? Rồi, tiếp tục hai anh chàng nữa. Anh
像运动了。你去听下来呢。Oh, my hip!Thing, that one. Toyomi's doing this city, nobody else. You hear me, you Sadako fucks. I'm getting rid of it. Okay. I'll tell you, come on, and then you're very, 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 Thank you.
Không vào đây tiêu à? Oh my god. Quan không, tại vì mình chưa update đủ. Rồi, và tựa game cuối cùng. Let's go. Đây là mission 3 rồi. Mission 4. Vượt lên thì hơi khó nhưng mà mình đã phải chờ thôi. Mission 5. Mình quả như vậy thôi. Ok, và mình sẽ phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.